Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Riaki Gaming. Và hôm nay thì nhân dịp Trung Thu, chúc anh em mà tối nay sẽ có người yêu để dẫn đi chơi Trung Thu nhá. Còn nếu anh em nào mà không có người yêu tối nay đi chơi Trung Thu thì ở nhà chơi Free Fire cũng được. Ok, hôm nay chúng ta sẽ có đó là cái thẻ vô cực mới anh em ạ. Và cái thẻ vô cực này thì có lẽ chúng ta đã review rất nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng ta mới có thể chính thức sở hữu được. Đấy, mà kể ta thì cũng hơi cay. Và đến cái thẻ vô cực nó còn có đôi có cặp, mà tối nay anh em nào FA ở nhà không có người yêu dẫn đi chơi Trung Thu hơi buồn. Cho đội bán chuồn chuồn. Nhưng mà thôi thì tối nay không có người yêu dẫn đi chơi thì ở nhà cày thẻ vô cực cũng được. Thẻ vô cực lần này thì nhiều anh em đánh giá là nó không đẹp, và cũng như là nó không phù hợp với cả cái gọi là sở thích của người Việt Nam. Thì cái này cũng là bình thường thôi, tại vì là chúng ta có bao giờ đọc thần thoại Ai Cập đâu để mà anh em biết được là nó có cái gì hay ho. Đấy, và ok, chúng ta mình đã đặt trước rồi, nhưng mà mình không biết là tại sao lại không có cái vụ hoàn lại kim cương giống như là mấy mùa thẻ vô cực trước này. Nếu mà chúng ta mua liền 3 cái thẻ vô cực thì chúng ta sẽ được hoàn lại 100 kim cương, cũng như là được một cái vé vòng quay màn kim cương vĩnh viễn. Nhưng mà lần này hình như là không có cái vụ đấy. Ok, mình sẽ nhận đồ trong thẻ vô cực mùa này nha anh em. Đây là cái chảo hoàng gia này, và chảo này tuy là khá đẹp nhưng mà nó lại không phải là chảo huyền thoại, nên là mình nghĩ là mọi người chắc là sẽ vẫn sử dụng đó là cái chảo dưa hấu hoặc là cái chảo đấu quỷ thôi. Chúng ta sẽ có cái biểu tượng mãng xà trông rất là đẹp. Đây là bộ đồ nữ, bộ gói công đường Horus. Thì cái bộ đồ nữ này thì theo mình đánh giá là nó cũng được và nó cũng khá là sexy. Tuy nhiên thì có nhiều anh em nhận xét, nhiều anh em sáng nay mua sớm nhận xét là cái đồ ở trên vai nó hơi cồng kềnh, và cái cánh ở trên vai nó hơi cồng kềnh. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ mua cái huy hiệu để làm sao mở khóa được hết tất cả cái thẻ vô cực này nha anh em. Đấy, thời gian đâu mà cày. Và anh em còn ít tuổi còn thời gian cày, chứ tôi giờ vợ con các kiểu đà điểu rồi, tối toàn phải trông con, thời gian đâu mà cày. Ấy, nhưng mà mình mua hơi lố anh em ạ. Chúng ta chỉ cần đến 2.800 kim cương thôi là đã có thể mua được toàn bộ tất cả đồ ở trong cái thẻ vô cực này rồi. Còn cái hòm độc quyền thì bây giờ tôi cũng có gần 200 hòm, nên là tôi làm quả video đập hết mấy cái hòm độc quyền cho anh em xem, để xem có ra được cái đá ma thuật không, cái hộp ma thuật đấy không. Ok, mà cái hộp ma thuật thì căn bản bây giờ chúng ta không dùng nhiều nữa. Ok, bây giờ mình sẽ nhận hết đồ ở trong cái vòng quay này nha. Đây là cái khẩu G18 hoàng gia này. Chính ra đây là một cái skin G18 khá đẹp ấy. Mỗi tội nó chẳng có chỉ số gì cả. Tôi nghĩ là mấy cái súng ở trong cái thẻ vô cực ấy nó nên có một vài chỉ số nhỏ nhỏ gì đó cho vui, cộng 1 trừ 1 gì đấy cũng được, thì để anh em có động lực mua thẻ vô cực hơn. Ok, vừa rồi là cái ván hoàng gia cũng khá là ngon. Cái ván vừa rồi trông nó cũng khá xịn. Đây là quả lựu hoàng gia, và đây có lẽ là cái đồ đẹp nhất ở trong cái thẻ vô cực lần này, cộng thêm với một cái hình đầu chim nữa. Và lần này là đầu chim với đầu rắn anh em ạ. Đây là hòm xác Anubis, và tôi hơi thắc mắc là không hiểu tại sao cái quà đặt trước là cái hòm xác, xong rồi vào trong cái thẻ vô cực lại có thêm một cái hòm xác nữa, làm gì mà cần đến hai hòm xác. Và lần này chúng ta không có dù, chúng ta có cái ba lô rắn thần, thì cái ba lô này rất đẹp luôn. Mình đánh giá đây là cái đồ đẹp thứ hai ở trong cái thẻ vô cực này. Còn cái bộ đồ nam thì nói thật anh em là quả con quả thần Horus đậu ở trên vai trông hơi cồng kềnh. Và cái đồ đấy khi mà chúng ta đeo ba lô, đeo súng vào ấy, trông nó cực kỳ vướng luôn. Ok, anh em này vào chơi game mình đừng quên cái sự kiện điểm danh liên tiếp quá nhiều khủng khiếp nhá, tại vì là chúng ta chỉ cần bỏ lỡ 1-2 ngày điểm danh thôi thì chúng ta sẽ không nhận được toàn bộ bộ mị đâu. Và cái trang này thì nó hơi lag, phải công nhận là cái trang này nó hơi nặng nên là nó hơi lag, giống như một số những sự kiện điểm danh trước đây. Nên anh em cũng cố gắng là khi mà chúng ta bấm vào cái trang này mà nó chưa chạy được thì anh em kiên nhẫn đợi một tí để cho nó chạy, chứ anh em cứ thoát ra thoát vào thì nó cũng không vào đâu. Và anh em cố gắng là điểm danh đủ 14 ngày để nhận được toàn bộ mị nhá. Bây giờ sẽ thêm được một vài hộp súng đấy. Ngoài ra thì ở bên Nagana, trên cái page huyền thoại sinh tồn thì họ có một cái sự kiện nó rất là hào phóng luôn, đấy là cho phép chúng ta share livestream lên về Facebook cá nhân. Đấy, và khi chúng ta share livestream thì ban tổ chức sẽ tặng hẳn cho 10 bạn may mắn. Đấy, ví dụ như là có mấy chục nghìn người xem, ví dụ giờ giải đấu có độ 50.000 người xem nha, tặng hẳn cho 10 bạn luôn. Và cực kỳ hào phóng đến từ vị trí của Nagana Free Fire Việt Nam, tặng hẳn 10 cái emote ngai vàng. Đấy, 10 cái thôi nhá. Đấy, tỷ lệ chọi hơn cả tỷ lệ chọi thi đại học luôn. Và tỷ lệ này là tỷ lệ bằng đi thi vào đại học Harvard ở bên Mỹ rồi. Ok, chúng ta sẽ có đồ hiếm lên giường hôm nay, đó là bộ hồng nhan. Và hôm trước thì bên Nga đặt tên là buổi tối vui vẻ, nhưng mà có vẻ như là anh em lại thích cái từ đồ hiếm lên giường hơn. Đấy, và chúng ta hôm nay sẽ có cái thanh katana kiếm đạo.
Vì cái thanh này thì là một thanh khá đẹp, thì anh em có thể cầm vào pha nhau. Hôm qua anh em chúng ta có cái bom keo quốc dân rồi, và bây giờ chúng ta lại có thêm cái kiếm quốc dân. Nhưng mà nó chỉ tồn tại trong 24 giờ thôi. Tôi thấy là bên Ghana có vẻ họ hết cái để họ tặng rồi sao ấy. Vâng, bây giờ họ hết cái họ tặng rồi sao, bây giờ họ chuyển ra tặng mấy cái đồ cận chiến. Nói thật thì tôi nghĩ là bây giờ ai chả có ít nhất 1-2 cái skin đồ cận chiến. Thực ra đồ skin đồ cận chiến anh em đâu có dùng nhiều trong game mấy đâu. Ok con dê. Và như vậy là mình đã gọi là mua xong cái thẻ phụ cường này rồi. Và cá nhân mình thấy là nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Đấy, mở tạm thẻ phụ cường này ra mặc cho nó vui. Thực tế thì cái bộ thẻ phụ cường này tôi đánh giá là nó cũng trông nó cũng được. Chính ra thì trông nó cũng khá là đẹp. Tuy nhiên thì nó lại không kiểu không Hawaii lắm. Anh em vẫn thích đầu sừng hơn. Thì nếu mà anh em đợi đầu sừng thì anh em đợi tháng 12 chúng ta có cái bộ hắc bạch quỷ thì chúng ta sẽ có đầu sừng. Và thực ra thì có vẻ như thời gian gần đây thì những cái thẻ hữu cực bên Ghana họ làm không còn quá đặc biệt nữa, nên là mọi người cũng thấy là cái cảm giác, cái trải nghiệm của với những cái thẻ hữu cực này nó khá là bình thường. Và bây giờ thì mua hay không mua nó không quan trọng nữa, vì nhiều anh em sẽ tiết kiệm 400 kim cương để anh em mua những cái đồ xịn xò hơn. Còn thẻ hữu cực thì ví dụ anh em mua được khoảng 5-7 mùa thì nó cũng đã quá thừa đồ rồi, quá thừa đồ cho chúng ta dùng rồi. Ok, hôm nay thì là Trung Thu, nhưng mà có vẻ như là bên Ghana hôm nay họ cũng hơi mải ăn Trung Thu, nên đang có một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng xảy ra ở trong Ghana Free Fire của các anh em mà tôi thấy là cỡ khoảng từ sáng nay thì nhiều anh em đã kêu ca. Không biết cái lỗi này là do lỗi của Facebook hay là lỗi do vấn đề gì, nhiều anh em đang gặp cái vấn đề đó là thất bại trong cái việc đăng nhập. Cái lỗi hiện lên nó sẽ là đăng nhập thất bại, và khi mà chúng ta ấn vào cái nút đăng nhập bằng Facebook ấy thì chúng ta sẽ không thể truy cập vào trong game, bởi vì cứ ấn đăng nhập thì nó sẽ tự báo đăng nhập thất bại và bạn không có cách nào có thể truy cập vào trong Ghana Free Fire cầy thẻ vũ cực cả. Và ngay lập tức thì có rất nhiều bạn ở trên lên fanpage để phàn nàn vấn đề này. Hiện tại thì mình nghĩ là bên Ghana cũng đã nắm được cái vấn đề về đăng nhập thất bại rồi, và cái này thì có thể nó không phải lỗi do game nhá. Cái này thì mình nói thẳng luôn là các bạn đừng có xóa game đi để tải lại, mà cái này có thể nó là lỗi do Facebook. Có thể Facebook họ cập nhật một cái gì đấy, và cái việc mà họ cấp quyền cho Free Fire để truy cập vào trong game thông qua tài khoản Facebook này nó đang gặp vấn đề. Đấy, các bạn Dương Nị lỗi kìa, Zuma nhanh cho người ta còn cầy thẻ còn cầy TBC. Đấy, các bạn Kim Tạ ở phía dưới giống tui mặt buồn, bạn người âm phủ ngày ngủ đêm bay cũng comment tôi cũng bị nè. Thì có vẻ như cái lỗi này có khá nhiều người bị đấy. Bạn Ninh TVC thẻ vô cực mua rồi nhưng cái này nó diễn ra đấy, mặt trông rất tức giận. Thì có nhiều bạn kêu là xóa game đi tải lại, tôi nói với các bạn là xóa game đi tải lại không giải quyết được vấn đề đâu. Tại vì cái này tôi nghĩ nó là đến từ cái lỗi của cái đến từ Facebook, tức là khi mà cái tài khoản Facebook nó được cập nhật như nào đó thì nó, các bạn biết là thời gian đây Facebook nó cập nhật rất là nhiều thứ thì nó làm cho cái game của chúng ta không truy cập vào được. Đấy, bạn Su Su nè, Trung Thu mặt kiểu chôn. Đấy, bạn Nguyễn Xuân Nguyệt mình y chang và mình y chan. Bạn này kiểu chắc bạn này mới học khoảng cấp 1 rồi. Viết đấy, có bạn Su Su này lại khuyên lại xui dại bạn Nguyễn Xuân Nguyệt nghe nói xóa Facebook rồi tải lại Facebook mới vào được. Bạn Nguyễn Xuân Nguyệt thanh, và khi mà bạn xóa cái Facebook và tải lại Facebook thì có thể thì sẽ được, nhưng cũng có thể sẽ không được. Cái này sẽ cần là bên Ghana họ làm việc ở bên Facebook để họ cập nhật lại. Nhưng bây giờ xóa Facebook đi tải lại thì tốn dung lượng thôi. Các bạn là Nguyễn Duy Hải, ai bị lỗi đăng nhập thất bại không? Bạn Trần Ngọc Như Quỳnh, một người rất bình tĩnh, bạn coi như bảo trì đi mọi người, mà bảo trì đúng Trung Thu thì cũng phải chết. Nhưng mà tuy nhiên thì theo mình là các bạn đừng xóa game, mà các bạn đừng xóa Facebook, cứ bình tĩnh, cứ ôn tồn, đừng vồn vã, đừng có manh động vội đấy. Và cái lỗi này thì chúng ta sẽ chờ bên Ghana họ làm việc với cả bên Facebook để sửa nha anh em. Bạn bắp ổn mà nhanh đi chi, người cho người ta còn cầy thẻ vô cực, thầy cầy thẻ vô cực coi trước. Bạn PT Mỹ Phụng sửa lỗi nhanh để tui còn đi kiếm người yêu đi chơi Trung Thu, mặt mèo cáu giận và thề luôn. Nhưng mà cái lỗi này xảy ra vào ngày Trung Thu thì cũng hơi phiền, tại vì nhiều bạn thì ngoài hẹn hò ngoài đời thì chúng ta còn đi hẹn hò trong game. Đúng rồi, hẹn hò trong đảo huấn luyện nữa anh em ạ. Tôi cũng có thử đăng nhập cả hai tài khoản ở trên phiên bản Free Fire thường và trên phiên bản Free Fire Max, thì
tài khoản của tôi sẽ không gặp vấn đề đấy. Thì tôi không biết là vấn đề này thì nó nằm ở đâu. Có thể là do các bạn ấy đang sử dụng một cái tài khoản Facebook mà nó đã sử dụng khá lâu rồi ấy chăng. Và khi mà mình đăng nhập VMAX thì mọi thứ đăng nhập nó hết sức là bình thường, như cô Hường ngồi ở cổng trường bán nước đường về đêm nào cũng ngủ trên giường thôi, không gặp bất kỳ vấn đề gì cả. Và nếu như các bạn đang gặp vấn đề mà đăng nhập thất bại ấy, các bạn hãy chờ những thông tin chính thức đến từ bên Gaianafify. Họ sẽ kiểm tra và sẽ thông báo trên trang chủ. Chúng ta cứ theo dõi trên fanpage của Gaianafify, chúng ta sẽ nắm được thôi. Ok, và đó là những thông tin mà mình mang đến cho các bạn trong video này. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại mình một like, một subscribe, được đẹp trai, được cà khịa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye.